Trịnh Thăng Bình phủ nhận bị liệt nửa mặt, nói rõ nguyên nhân và tình trạng bệnh hiện tại. Tối 12 tháng 9, ca sĩ Trịnh Thăng Bình đã chia sẻ tâm thư dài trên trang cá nhân để làm rõ thông tin bị liệt nửa mặt đang được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Theo đó, các diễn đàn mạng xã hội đã đăng tải nhiều bài viết có nội dung rằng Trịnh Thăng Bình từng bị liệt nửa mặt. Điều này đã làm ảnh hưởng đến sức khỏe và là nguyên nhân khiến nam ca sĩ hát không rõ lời dạo này gần đây. Trước những thông tin sai lệch, Trịnh Thăng Bình lên tiếng phủ nhận rằng anh không bị liệt nửa mặt như dân mạng đồn đoán. Thực tế, căn bệnh mà nam ca sĩ mắc phải là đau nửa đầu và tê một bên mặt và lưỡi. Trịnh Thăng Bình tiết lộ cụ thể nguyên nhân và thời điểm phát hiện bị bệnh. Chuyện đúng là từ cuối năm 2022 đến tầm đầu năm 2023, tình hình sức khỏe của mình có những dấu hiệu không được tốt lắm. Nhưng vì lịch trình công việc và cũng hơi ỷ lại vào sức khỏe, nên mình vẫn hoạt động bình thường. Cho đến khi mình thật sự thấy không ổn, thì mình đã quyết định đi khám bệnh, thì nhận được kết quả là do mất ngủ kéo dài và vài lý do khác dẫn đến việc mình bị đau nửa đầu và tê một bên mặt và lưỡi, chứ không phải bị liệt nửa mặt nha mọi người. Mình nghĩ đây là triệu chứng chung của căn bệnh này. Sau đó, Trịnh Thăng Bình được các bác sĩ tư vấn và đưa ra phương án điều trị. Từ đầu tháng 6 năm 2023 đến nay, thì Trịnh Thăng Bình cho biết sức khỏe đã ổn định. Anh nhấn mạnh bản thân khỏe như trâu và đủ sức hoạt động nghệ thuật. Các bạn đừng quên để lại bình luận ngay bên dưới video và nhấn nút đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV Entertainment để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất xung quanh cuộc sống của chúng ta nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.